Xin được kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua trên cái thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì hình giá thanh long hôm ruột đỏ và thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong một vài ngày trở lại đây thì giá thanh long đang có chiều hướng đang đi ngang nha quý bà con. Thì cụ thể là ở khu vực miền Tây hiện nay thì thanh long ruột đỏ loại 1 đang có cái đồng từ 24.000 đến 26.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có cái đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký. Loại 3 thì đang có giá đồng từ 13.000 đến 15.000 đồng ký. Còn hàng giả hiện nay thì đang nằm mức giá đồng từ 23.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa theo quý bà con, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực miền Tây thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô với giá đồng từ 8.000 đến 9.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có giá lần lượt là 9.000, 10.000, 11.000, bò sàn thì 7.000, 8.000, 9.000. Hàng vip hiện nay thì đang có giá đồng từ 12.000, còn hàng giạc thì đang nằm ở giá đồng từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với khu vực miền Tây. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì cũng ít biến động. Cụ thể là loại 1 hiện nay thì đang nằm ở giá đồng từ 22.000 đến 24.000 đồng ký. Loại 3, loại 2 thì đang có giá đồng từ 16.000, 17.000. Loại 3 thì đang có giá đồng từ 8.000, 10.000. Hàng giạc hiện nay thì đang nằm ở giá đồng từ 2.000 đến 3.000, cũng tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể quý nông dân, quý vị, các bạn đang xem kênh sẽ một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn.